Những chiếc bánh với màu hồng vô cùng đẹp mắt, được làm từ nguyên liệu 100% thiên nhiên, không chất tạo màu hóa học, không chất bảo quản. Vậy chiếc bánh này được làm từ những nguyên liệu gì? Mời các bạn hãy theo dõi hết video này để biết câu trả lời nhé! Vâng, và nguyên liệu chính để tạo lên màu hồng cho chiếc bánh đó chính là từ quả thanh long đỏ. Ở đây mình sử dụng 200g thanh long đỏ đã được tán nhuyễn. Các bạn hãy dùng thìa hoặc muỗng để tán nhuyễn thanh long nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên được hạt thanh long. Và các bạn không nên sử dụng máy xay để tránh không làm cho hạt thanh long của chúng ta bị nát. Lúc đó thì bánh của chúng ta sẽ đẹp hơn. Ngoài nguyên liệu là thanh long đỏ thì các bạn cũng cần phải có 30g bơ lạt, 30g đường, 130g bột năng, 30g bột mì đa dụng và 1g muối tinh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện các bước làm bánh nhé. Trước tiên là sẽ cho bơ, đường, muối và thanh long vào nồi, sau đó đun cho đến khi bơ và đường tan hết. Đến sẽ cho 30g bột mì vào và tiếp tục đun và đảo đều cho đến khi hết màu trắng của bột. Bột của chúng ta dẻo như vậy là được. Giờ mình sẽ nhắc ra và cho bột vào trong một cái âu nhé. Tiếp đến các bạn hãy lọc bột năng qua dây. Các bạn sẽ lọc hết phần bột năng chúng ta đã chuẩn bị vào trong âu này nhé. Chúng ta lọc như vậy thì bánh của chúng ta sẽ mịn hơn. Sau đó là trộn đều phần hỗn hợp này lên. Chúng ta trộn cho đến khi không còn nhìn thấy phần bột trắng nữa. Sau khi đã trộn đều phần hỗn hợp bột, mình sẽ chuẩn bị 2 quả trứng, sau đó khuấy đều và lọc qua dây trước khi cho vào phần bột nhé. Rồi chúng ta cũng trộn đều cho đến khi bột và trứng sánh và sệt lại như vậy là được. Tiếp đến là sử dụng một túi bắt kem rồi cho hết phần bột này vào và sau đó tạo hình cho bánh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nồi trên không dầu để nướng bánh nhé. Các bạn sẽ tạo hình bánh ra một cái khuôn vừa với nồi chiên nhà mình. Kể ra có nồi chiên không dầu trong nhà cũng rất là tiện lợi phải không nào các bạn? Chúng ta có thể làm được rất nhiều món với nồi chiên không dầu. Và bây giờ trước khi đi nướng bánh thì các bạn hãy bật bếp trước khoảng 10 phút nhé. Và để ở nhiệt độ 150 độ C.
Giờ thì mình sẽ nướng bánh ở 150 độ C trong vòng 17 phút. 17 minutes Mời các bạn cùng ngắm nhìn những chiếc bánh sau khi đã nướng xong. Bánh của chúng ta có màu hồng vô cùng đẹp mắt và nhìn hấp dẫn phải không nào? Ngoài màu sắc bắt mắt, bánh của chúng ta còn có độ dẻo và độ dai rất ngon, đặc biệt là không hề có chất tạo màu hóa học hay chất bảo quản. Nếu như dùng không hết, các bạn hãy sử dụng một chiếc túi zip như vậy và cho bánh vào bên trong nhé. Các bạn để như vậy và ở nhiệt độ phòng thì bánh của chúng ta ngày hôm sau ăn cũng vẫn rất là ngon. Và video chia sẻ cho các bạn cách làm bánh nướng từ quả thanh long đến đây là hết rồi. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ qua những video hay và hấp dẫn khác của Việt An nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.